Vâng, sau em lại xin chào toàn thể anh em đam mê bộ môn bẫy chim đêm Bắc Trung Nam nhé. Thì lâu lắm rồi. Hôm nay đây là 2 4 6 8 10. 10 cái đơn hàng của anh em đã đặt vừa rồi. Và hôm nay show em lại để giới thiệu cho anh em 10 cái đơn hàng âm ly nhỏ gọn, công suất lớn cho anh em. Và anh em có nhu cầu về âm ly nhỏ gọn như thế này, túi quần được như thế này. Đấy. Thì anh em cứ alo cho shop bằng hai số tại góc màn hình video các bác nhé. Bên shop cửa hàng toàn quốc. Cái điều đặc biệt là khi anh em nhận hàng, mở gói hàng ra, mở ra kiểm tra và test thử đâu đấy hết, anh em mới phải thanh toán với shipper bên anh em nhé. Chứ còn bên em không hề bắt đặt các bác đặt cọc hay chuyển khoản bất kỳ thức nào. Anh em mua bên em sẽ miễn phí ship, bao ship cho anh em toàn quốc anh em nhé. Đấy. Còn những cái âm ly thế này đầy đủ chức năng, không khác gì như âm ly son hay là 263 cả đâu, mà đấu trực tiếp thẻ SD card. Đấy, mà một điều bên em sẽ nhỏ gọn thu gọn như này, công suất đó là 100W các bác nhé. Đấy, bên em đấu trực tiếp IC công suất ra, không phải nâng cấp hay thế nào cả. Nên vậy cho anh em rất chi nhẹ điện. Nhẹ điện là một phần, tiếng ra rõ ràng trong là điều thứ hai. Cái điều thứ ba đó là phải nhỏ gọn. Trong anh em đánh mọi thời tiết hay mọi địa hình, cái điều đầu tiên đó là phải nhỏ gọn anh em nhé. Đấy. Đánh chim đêm cái gì cũng vậy, cái điều quan trọng nhất đó là cái âm ly và tiếng. Đấy, đã mất âm ly mất tiếng coi chúng ta mất cái đầu kiếm nghề, kiếm cơm rồi. Đấy. Và kiếm mồi nhậu rồi anh em nhé. Và cái âm ly này chúng ta đút thức quật bằng lòng bàn tay thế này, công suất 100W cho anh em đầy đủ các chức năng. Đấy. Và cái điều đặc biệt rất chi âm ly này nhỏ gọn thế này, cho anh em đánh được rất nhiều tay lưới. Đấy, riêng ngoài cái mùa hiện tại anh em đang đánh ở rẽ đầu mùa, đó là rẽ hôi hay là rẽ cơm, đó là cái đầu mùa hiện tại bây giờ. Sau ngoài mùa đấy anh em đánh tê tê màu vàng hay tê tê màu trắng, và anh em đánh tu hú thì hiện tại đang vào mùa anh em đã ra lưới đánh tu hú rồi, thì cái này âm ly này đánh mọi thời tiết. Đấy, anh em nhé, mọi địa hình luôn, từ đồng bằng cho đến đồi núi, cho nên đầm sình anh em cũng đánh bình thường. Đấy. Và để đảm bảo cho anh em đó là cái hiệu quả công suất nữa, thì bên em chống ngược cực cho anh em. Đấy. Có nghĩa anh em đấu cái đỏ này, cái cực dương, anh em đấu nhầm cực âm. Thì cái tình trạng đó thì rất nhiều anh em, đó là khi đêm chậm choạng tới thì anh em chân hay nhiều anh em đấu nhiều anh em đấu nhiều cực, nhầm cực rất chi là nhiều. Để tránh hiện tượng đó, bên em đã cải tiến hiệu quả hơn cho anh em đó, đấu nhầm cực cũng không cháy IC công suất nhé. Riêng ở son 263 và son 288, 263B anh em đấu nhầm cực coi là xong luôn cái bộ IC công suất và xong luôn cái bộ giải mã phân tần của nó trong này. Đấy. Đấy, đó là cái điểm rất chi tai hại của anh em đánh chim đêm và rất chi đừng ngại. Và điểm thứ hai đó là cái này là em đi ăn rất chi nhẹ điện, cực kỳ nhẹ điện luôn. Nếu anh em đánh mua cái bình ắc quy xe đạp điện cũ, anh em đánh đấu hai cái âm ly vào một thì đánh anh em đánh tầm 5 đến 6 hôm, 6 đêm nữa mới hết bình ắc quy đấy. Đó là cái điều bên em đã đấu thử. Thì một cái bình 30A xe đạp điện cũ anh em đánh cái tầm 5 đến 6 đêm mới hết bình. Đó là cái điểm rất chi là nhẹ điện này. Đấy, ra để cho anh em. Đấy, hai loa thoải mái luôn. Đấy, dễ run thì anh em đánh loa chép, thì vậy cái này anh em đánh cộng 4 loa chép bình thường anh em nhé. Đấy, công suất rất chi khủng luôn. Bát chép volume cho anh em đầy đủ luôn. Anh em nhìn đây. Đấy. Có cả nút lặp lại bài nhé, và đôi tút đầy đủ nhé, lấy bài lặp lại bài đầy đủ cho anh em. Đấy, màn hình LCD này cho anh em. Đấy. Và cái này thì anh em đến mùa mưa thì đánh trận run vào cái mùa này, thế là hay mưa bão, thì đặc điểm chung cái âm ly nào cũng vậy, rất chi được ghét cái mùa mưa này. Đã mùa mưa là dính hay cháy hay là hỏng tất cả các bằng mạch thế này. Riêng cái âm ly nhỏ gọn thế này anh em có được là gì, buộc từ bóng treo lên sạc vẫn đánh bình thường, miệng xào nước không vào. Cái điểm đặc biệt đó là phải nhẹ gọn. Đấy, đánh chim đêm bao giờ anh em thế đấy, đặt yêu cầu đầu tiên phải nhẹ gọn. Đấy, anh em buộc vào tung tung bóng treo ngược xào lên như thế này thì không nước mưa là vào, và không cũng sợ lắm IC công suất này anh em nhé. Riêng về âm ly của 263B và son 288, anh em đánh xuân đêm, anh em đều đặc biệt cả anh em thường thường hay bị méo tiếng. Đấy, dân dù tiếng đó, do hiện tượng đó là lóng IC công suất này. Nếu như anh em không biết làm cái làm mát cái IC công suất ấy, thì thường thường là sẽ bị dù hay là bị réo hay là rú, do vì cái âm ly đó, cái sự phân tán nhiệt nó không không kịp thì nó lóng
thì nó gây hiện tượng đó là méo tiếng rất chi là nhiều, mà đặc điểm rất chi được ghét là méo tiếng khi chim đang đi mạnh anh em nhé. Đó cái âm ly nào cũng thế, anh em đánh mà không để ý là thường thường hay bị vấn đề đấy. Riêng cái âm ly này anh em đảm bảo một kiểu cam kết là không sợ lo là nóng đâu nhé. Vì IC công suất là 100W nên vậy không bao giờ anh em đánh thoải mái, tản nhiệt thoải mái không hết đủ tản nhiệt của nó, nên vậy không sợ hay tự nóng mà méo tiếng đâu anh em nhé. Hàng rất chi là nhiều, hàng hôm nay đi vẫn chi đều cho anh em để phụ anh em một vụ một chim đêm hôm nay anh em nhé. Vâng, anh em có nhu cầu về cái âm ly bẫy chim đêm nhỏ gọn như thế này, công suất khủng như thế này, cứ alo và theo số khoảng 2 số tại góc màn hình video các bác nhé. Đấy, bên shop cửa hàng toàn quốc các bác nhận hàng, kiểm tra hàng mới thanh toán shipper. Xin chào các bạn, video tiếp theo ạ.